quý vị, bản tin Hoa Kỳ nối tiếp cho biết tù nhân vượt ngục tại tiểu bang Ohio đang bị truy lùng. Giới chức trách sở cảnh sát tiểu bang Ohio hiện đang ráo riết truy lùng tung tích của một tù nhân vượt ngục, người đã cướp súng cảnh sát và tẩu thoát khỏi một chiếc xe van ở tại thành phố Toledo vào chiều thứ Sáu ngày 4 tháng 8. Truyền thông địa phương cho biết phạm nhân Brandon Powell, 32 tuổi, đã thừa cơ chạy thoát khi đang được xe chở từ bệnh viện tâm thần Northwest Ohio Psychiatric tới nhà tù Paulding County Jail. Sự việc được cho là đã xảy ra tại góc đường Rose 133 và 176. Giới chức trách khuyến cáo người dân khi nhìn thấy Brandon đừng nên tiếp cận mà hãy nhanh chóng gọi báo 911. Brandon lần cuối cùng được nhìn thấy mặc trên người bộ quần áo màu nhạt, hắn có tóc màu sậm và để râu. Người dân sinh sống tại quận Paulding đồng thời đã gọi khuyến cáo hạn chế gọi 911 vì chuyện nhỏ trong lúc tiến trình truy bắt tội phạm diễn ra. Nhiều ngã đường ra vào cho khu vực đều đã bị phong tỏa. Thưa quý vị, tiến trình tìm kiếm 3 binh sĩ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ diễn ra tại Australia. Lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ vào ngày thứ Bảy 5 tháng 8 loan báo, tiến trình tìm kiếm 3 binh sĩ của họ hiện đang được diễn ra sau khi một chiếc phi cơ quân sự bất ngờ gặp nạn và rơi xuống vùng duyên hải phía đông của Australia. Có đến 23 quân nhân đã được giải cứu và đưa vào bờ một cách an toàn. Chỉ còn sót lại 3 người là còn bịt vô âm tín. Dựa vào một nguồn tin do lực lượng Marine Expedition 4 đặt tại căn cứ thành phố Okinawa của Nhật Bản, vụ tai nạn có liên quan tới chiếc phi cơ MV-22 Osprey. Bộ Quốc phòng Australia cho biết không có binh sĩ nào của họ ở trên phi cơ khi tai nạn xảy ra. Sự việc đã diễn ra trong vịnh Shoalwater Bay thuộc tiểu bang Queensland. Nguyên nhân gây ra vụ rớt máy bay đang được chức trách tiến hành điều tra. Hơn 33.000 binh sĩ Hoa Kỳ và Australia đã tham gia vào cuộc tập trận quân sự song phương mang chủ đề Talisman Sabre ở Úc, vốn đã kết thúc vào ngày 25 tháng 7 vừa qua. Australia từ lâu đã là một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ. Hai binh sĩ đến từ Fort Bragg đã bị thiệt mạng tại Afghanistan. Hai binh sĩ nhảy dù Hoa Kỳ đến từ căn cứ quân sự Fort Bragg đã vừa bị thiệt mạng trong vụ tấn công tại Afghanistan vào thứ Tư ngày 2 tháng 8 khi chỉ vừa được biệt phái tới quốc gia cận đông nêu trên. Giới chức trách ngũ giác đài vào thứ Sáu ngày 4 tháng 8 cho biết sĩ quan Jonathan Manhunter và Christopher M. Harris đến từ đơn vị nhảy dù 82 đã qua đời sau khi chiếc quân xa của họ bị tấn công bằng một thiết bị gây nổ tại thành phố Kandahar. Mặc dù vẫn chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công khủng bố, nhưng giới chức trách nghi ngờ thủ phạm chính là nhóm phiến quân nổi dậy Taliban. Sĩ quan Jonathan Hunter, 23 tuổi, trước đây xuất thân từ thành phố Columbus thuộc tiểu bang Indiana. Người này nhập ngũ vào năm 2014. Về phần binh sĩ Christopher Harris, 25 tuổi, anh đến từ thành phố Jackson Springs thuộc tiểu bang North Carolina. Thưa quý vị, khoảng 55% người sử dụng cannabidiol là nữ giới. Có hơn một nửa số người sử dụng sản phẩm cần sa cannabidiol được cho là đã từ bỏ những loại thuốc tây truyền thống vì họ cho rằng loại thuốc làm từ cây cỏ này mang lại nhiều lợi ích hiệu quả hơn. Kết quả của một cuộc khảo sát gần đây cho thấy có đến 55% người sử dụng chất cannabidiol là nữ giới. Thưa quý vị, cannabidiol viết tắt là CBD. Nó có tác dụng giúp cho người dùng kiểm soát những căn bệnh như mất ngủ, trầm cảm, hồi hộp và đau khớp. Loại thuốc này ngoài ra không khiến cho người dùng ngầy ngật hay cảm thấy hưng phấn như những loại cần sa thông thường. Khoảng 42% người sử dụng CBD đều đã quay lưng lại với thuốc giảm đau do bác sĩ kê toa. Mặc dù cannabidiol bị cơ quan quản lý dược phẩm Hoa Kỳ liệt vào danh sách các loại thuốc bất hợp pháp, nhưng nó vẫn được bày bán tại những tiểu bang có chính sách hợp pháp hóa cần sa. Người mua có thể lên website Amazon để đặt thuốc cannabidiol, thưa quý vị. Hai hãng xe Toyota và Mazda sẽ xây nhà máy lắp ráp tại Hoa Kỳ trị giá lên đến 1.6 tỷ Mỹ Kim. Hai công ty sản xuất xe hơi lớn của Nhật Bản, tức là Toyota và Mazda, vào thứ Sáu ngày 4 tháng 8 loan báo họ đang có kế hoạch xây dựng một cơ sở sản xuất và lắp ráp tại Hoa Kỳ với khoản kinh phí lên đến 1.6 tỷ Mỹ Kim. Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, hai hãng Mazda và Toyota cho biết tiến trình xây dựng nhà máy sẽ được hoàn tất vào năm 2021 nếu như mọi việc được diễn ra suôn sẻ. Hiện vẫn chưa rõ địa điểm xây dựng nhà máy. Giới chức trách cho biết rằng kế hoạch xây nhà máy sản xuất tại Hoa Kỳ của hai hãng xe Nhật Bản theo dự trù sẽ giúp tạo ra được 4.000 công ăn việc làm. Đại diện hãng xe Mazda cho hay công ty sẽ sản xuất dòng xe crossover thế hệ mới tại nhà máy, trong khi phía Toyota tuyên bố sẽ cho ra đời dòng xe Corolla đời mới tại cơ sở mới nêu trên. Tổng thống Donald Trump trước đây từng cảnh báo ông sẽ áp đặt khoản thuế biên giới đối với Toyota nếu như hãng xe này xây dựng cơ sở lắp ráp bên ngoài lãnh thổ của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, một người phụ nữ và hai đứa trẻ bị bắt cóc trong suốt 2 năm tại tiểu bang Virginia.
một người đàn ông cư dân tiểu bang Virginia hiện đang phải đối mặt với nhiều rắc rối liên quan tới pháp lý sau khi giam giữ người bạn gái và hai đứa con của họ một cách bất hợp pháp trong suốt 2 năm. Sau khi vụ việc bị phanh phui, đương sự đã bị bắt giữ. Phiên tòa xét xử theo dự trù sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây. Dựa vào thông tin ghi nhận, nghi phạm Kerrian Moore, 43 tuổi, đã tống giam bạn gái và hai người con tuổi từ 8 tới 11 bên trong một căn nhà trong suốt 2 năm. Và khoảng 5 giờ chiều thứ Bảy tuần trước, các nạn nhân đã may mắn thoát thân ra ngoài khi các nhân viên công lực tới gõ cửa căn tư gia của kẻ bắt cóc. Hai đứa trẻ cho biết các em không hề được cấp sách đến trường từ khi bị tống giam. Nữ nạn nhân của vụ này hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện, trong khi hai đứa trẻ thì được đưa về nhà để người thân chăm sóc. Đương sự Kerrian Moore hiện đang bị giam giữ đồng thời phải đối mặt với tội danh bắt cóc và hành hung. Sạt lở đất tại tiểu bang Arizona đã ảnh hưởng tới một khu dân cư. Lệnh di tản khẩn cấp đã được ban hành tại thành phố Mayer thuộc tiểu bang Arizona vào thứ Sáu ngày 4 tháng 8 sau khi nơi này bị ảnh hưởng bởi một vụ sạt lở đất do mưa lớn gây ra. Những cơn mưa nặng hạt đã trút xuống nhiều ngày liền đã gây nên tình trạng lũ lụt, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân cư ngụ trong vùng. Những gia đình sống trong các vùng thấp đã buộc phải rời bỏ nhà cửa để di tản tới các khu vực cao hơn. Tính đến 2 giờ chiều thứ Sáu cùng ngày, lệnh di tản đã được dỡ bỏ. Đây là lần thứ hai khu vực Mayers bị lũ lụt kể từ khi mùa mưa bắt đầu cho đến nay. Thưa quý vị, một giáo sư đến từ trường đại học Northwestern bị truy nã vì tội tấn công bằng dao nhọn. Một giảng viên đến từ trường đại học Northwestern University thuộc tiểu bang Illinois hiện đang bị giới chức trách sở cảnh sát truy nã sau khi dùng dao đâm chết một nạn nhân tại thành phố Chicago. Dựa vào thông tin điều tra sơ khởi, nghi phạm Wanham Latham từng giảng dạy môn Microbiology và Immunology tại trường đại học Northwestern. Đương sự đã bị cáo buộc đâm chết một chuyên viên thẩm mỹ 26 tuổi bên trong căn chung cư của mình vào ngày 27 tháng 7 vừa qua. Sau khi gây án thì Wanham còn quay video gửi cho người thân và bạn bè, nói rằng bản thân đã gây ra một lỗi lầm lớn. Đây được xem là lời ăn năn hối lỗi của kẻ sát nhân. Ngoài ông Wanham Latham, các nhân viên sở cảnh sát còn đang truy nã một đồng phạm khác. Người này cũng đã được xác nhận làm việc tại trường đại học Northern University. Mối quan hệ giữa nạn nhân và hai kẻ tình nghi đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Phẩm chất không khí tại Seattle có thể so sánh với Bắc Kinh. Thưa quý vị, các chuyên gia bảo vệ môi trường cho biết phẩm chất không khí tại thành phố Seattle thuộc tiểu bang Washington trong tuần này được cho là tệ hại hơn cả thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Nguyên nhân được cho là vì thành phố Seattle bị ảnh hưởng bởi đám cháy rừng kinh hoàng vốn đang hoành hành tại quốc gia láng giềng Canada. Nhiều người dân sinh sống trong khu vực đã tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của họ. Một cư dân có tên là Amanda cho biết căn bệnh suyễn của cô đã trở nên xấu hơn kể từ khi xảy ra đám cháy rừng ở Canada. Do bị bệnh từ nhỏ nên Amanda đã được gia đình đưa sang mạng Tây Bắc của Hoa Kỳ để sinh sống vì khí hậu ở đây mát mẻ và không khí cũng trong lành hơn. Tuy nhiên, do bị đám khói đen từ đám cháy rừng làm ảnh hưởng, nên bầu không khí tại Seattle trong thời gian gần đây đã bị ô nhiễm. Mức độ ô nhiễm có thể mang ra so sánh với thành phố Bắc Kinh và thành phố New Delhi của Ấn Độ. Giới chức trách đã khuyến cáo người dân hạn chế ra đường để tránh gặp những triệu chứng như ngứa mắt và mũi cũng như là ho he. Thưa quý vị, hãy sớm nhận biết dấu hiệu của những căn bệnh do thời tiết nóng nực gây ra. Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2017, đã có đến 29 trẻ em qua đời vì bị bỏ quên trong xe hơi nóng tại Hoa Kỳ. Đây được cho là mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Cơ quan kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh CDC cho biết nắng nóng khắc nghiệt được ghi nhận khi nhiệt độ ngoài trời nóng hơn bình thường và khí hậu ẩm thấp hơn. Khi thân nhiệt của con người tăng quá cao, não bộ và một số nội tạng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Do đó, chúng ta cần phải sớm nhận biết dấu hiệu đầu tiên của những căn bệnh do nắng nóng gây ra. Những người lớn tuổi, những người mắc bệnh kinh niên và trẻ em nhỏ tuổi thường bị ảnh hưởng bởi khí hậu oi ả. Các triệu chứng bao gồm như nôn mửa, toát mồ hôi, nhức đầu, đau cơ bắp, choáng váng, thậm chí là ngất xỉu. Nếu như mắc phải những triệu chứng trên, thì các chuyên gia y tế khuyên chúng ta phải nhanh chóng tìm chỗ mát, uống nước. Nếu như nhiệt độ cơ thể gia tăng trên mức 103 độ F thì quý vị đã bị sốc nhiệt. Tuy nhiên, không uống nước khi bị sốc nhiệt mà hãy gọi cho 911 để tránh chuyện đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức buổi tối trong ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tin tức News at Night.